Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 183 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, nơi vũ trụ giao hòa, quanh thân Giang Nam đắm chìm trong thần quang, thiên đình của hắn dần dần hoàn thành, hỗn độn nguyên anh của hắn hóa thành hỗn độn nguyên thần, một mình đứng ở trong thiên đình, vô số hư ảnh thần ma bắt đầu cũng được hiện lên. Hôm nay hỗn độn nguyên thần hình dung phảng phất như một thần đế cao cao tại thượng, có đế hoàng chi tướng. Giang Nam cảm thấy khí tức thiên kiếp, trong lòng không khỏi khẽ kinh ngạc. Vũ trụ giao hòa cũng là nơi địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn giới đại đạo cùng thiên đạo giao hòa. Hắn vốn cho là sẽ không xuất hiện thiên kiếp, bởi vì mình tu luyện mang ngục huyền thai kinh dung hợp chư thiên vạn giới huyền môn chính pháp, giống như trước cũng có địa ngục ma đạo công pháp, đối với hai vũ trụ mà nói cũng là chính thống. Nhất là hôm nay hắn đem ma đạo công pháp cùng huyền môn chính pháp luyện thành một thể, thần ma hợp nhất, theo lý mà nói hai đại vũ trụ thiên đạo đại đạo cũng sẽ nhận đồng hắn, sẽ không giáng xuống thiên kiếp. Thế nhưng tình huống bây giờ lại khác, hai đại vũ trụ cũng xuất hiện kiếp vân, kiếp vân đắm chìm trong thần quang giao hòa, thậm chí cũng có khuynh hướng tụ hợp. Hai loại kiếp vân luyện thành một thể, uy lực so sánh với thiên đạo đại kiếp đơn thuần mạnh hơn rất nhiều lần. Giang Nam nhìn về phía trên, chỉ thấy thần quang toàn động, kích động, thỉnh thoảng hiện ra thiên đạo bảo trung, chấn thiên đỉnh, chúng thiên đạo chí bảo hư ảnh. Thỉnh thoảng thần quang điện xà tán loạn, hóa thành một tòa chí bảo hư ảnh, toàn thân đen như mực, thật kinh khủng. Chí bảo hư ảnh kia so sánh với chư thiên vạn giới chín đại thiên đạo chí bảo còn muốn hung mãnh hơn, uy năng lại càng thêm mênh mông, thể tích lớn hơn nữa. Giang Nam chỉ kịp thấy một góc địa ngục chí bảo này, thế nhưng cho dù là một góc, mang cho hắn cảm giác bị áp bách, so sánh với đạo kim ngọc bàn chân chính còn mạnh hơn. Nơi này thiên đạo đại kiếp cùng những địa phương khác bất đồng, hư ảnh chí bảo xuất hiện ở nơi đây đều là dung hợp thần quang ngưng tụ mà thành, uy năng mênh mông còn chưa phủ xuống liền để cho hắn cảm giác được tim đập nhanh, tâm hồn sinh ra áp bách rung động. Cái hư ảnh chí bảo này nghĩ đến là địa ngục thiên đạo chí bảo rồi. Trong lòng hắn rung động, tinh tế đánh giá, chỉ thấy địa ngục chí bảo này chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó lại có đạo kim ngọc bàn, vạn Phật tháp. Hư ảnh chí bảo hiện lên, không có thể thấy rõ chí bảo địa ngục rốt cuộc là bảo vật gì. Nhiều ma đế địa ngục khẳng định cũng đem địa ngục vạn giới thiên đạo để luyện ra ngoài, cái này có thể là đại thủ bút rồi, khó trách có thể đánh vỡ vũ trụ màng thai được. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, ánh mắt hắn chớp động. Hai đại vũ trụ thiên đạo đại đạo mặc dù đang dung hợp, thế nhưng thiên đạo chí bảo cùng địa ngục chí bảo tồn tại để cho hai đại vũ trụ thiên đạo tranh phong, tranh giành làm chủ, hai loại đạo bất đồng lẫn nhau bài xích, đây chính là tranh đoạt chính thống. Vũ trụ dung hợp là đại thế, dưới chiều hướng phát triển, thiên đạo đại đạo mặc dù đang bài xích nhau, thế nhưng thủy chung có dung hợp ở chung một chỗ. Bất quá Giang Nam ở vào trong trung ương hai đại vũ trụ đại đạo cùng thiên đạo tranh phong, tự nhiên gặp được thiên đạo đại kiếp, hơn nữa còn là đồng thời đại kiếp. Không đủ gây sợ cho ta đâu. Giang Nam đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Cho ta nhìn xem, nhiều ma đế địa ngục luyện thành thiên đạo chí bảo rốt cuộc là cái quái gì nào. Pang! Thần quang biến thành thiên đao chém thẳng vào, một đao liên lụy, đao thế không thể tránh né. Thiên đao mục nát, người bất quá là hư ảnh thiên đao, còn có thể làm gì được ta đây. Quanh thân Giang Nam thần quang dày đặc, dưới chân một bước địa thủy phong hỏa cuồn cuộn, định âm dương phân ra huyền hoàng, hóa thành thái dương thái âm hai khỏa đại tinh. Một đạo bỉ ngạn kim kiều hiện lên, hắn một mình đứng ở trên bỉ ngạn kim kiều, giơ tay lên chính là tinh đấu lấp lánh, tinh hà như rồng đối chiến với thiên đao. Ba tanh thiên ý chu tiên kiếm lang keng rung động, từ trong kiếp vân tràn ngập thần quang mà chém xuống. Kiếm phân làm ba,
thiên địa nhân ba thanh chu tiên kiếm gọt một thân tu vi của Giang Nam. Giang Nam quát tháo, đỉnh đầu hỗn độn hồng mông xông ra, hóa thành một thân hình rõ ràng là kiếp trước chân thân kia, đỉnh thiên lập địa, hai tay xây dịch, liền thấy ngũ hành kiếm sơn phóng lên cao, đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông hóa thành năm đạo kiếm khí diệt sạch ngũ hành, đối chiến với thiên ý chu tiên kiếm. Lại có một tòa vạn Phật tháp ầm ầm rơi xuống đắp hướng Giang Nam, Phật âm mênh mông cuồn cuộn muốn đem hắn mà luyện hóa. Hỗn độn thiên long, đầu vai Giang Nam run lên, một đầu hỗn độn cốt long từ chân hỗn độn trúc tía bay ra, càng lúc càng lớn, quay quanh ở trên vạn Phật tháp, khớp xương lởm chởm, hình dạng như một long cốt, quay chung quanh chuông lớn, há mồm giống to. Phật âm cùng hỗn độn thiên long bát âm chạm vào nhau, song song mà triệt tiêu. Bên trong chấn tiên đỉnh tràn ra huyền hoàng mẫu khí, tia tia rủ xuống trầm trọng vô cùng. Đỉnh đầu của Giang Nam lại xuất hiện một chân thân, đây là chân thân kiếp sau của hắn. Vất tay chính là thiên địa giao trưng đại thần thông, cũng là huyền hoàng tràn ngập thiên hoa địa bảo, âm dương thay đổi thất thường, đem chấn tiên đỉnh hư ảnh mà đánh đỡ. Tạo hóa thần lâu bay tới, thần lâu rơi xuống, một đạo tạo hóa thần quang bay ra, suýt nữa đã đem Giang Nam cuốn vào trong thần lâu. Quanh thân Giang Nam hiện lên bốn thông thiên thần trụ, lấy tứ tượng định trụ thiên địa tạo hóa, sinh sôi chống cự uy năng của tạo hóa thần lâu hư ảnh. Thiên đạo bảo trung ngóc ngược xuống, bao ở trong đó, sau một khắc, miệng bảo trung này ầm ầm phá vỡ một lỗ thủng to. Hỗn độn nguyên thần của Giang Nam đánh vỡ thiên đạo bảo trung, phi thân bay ra. Ngay sau đó, lại thấy tàng thiên hồ lô miệng mở ra, giống như hắc động hút vào trong tàng thiên hồ lô vậy. Trong hồ lô nhật nguyệt xuyên qua thúc dục người lão, trụ quang trôi qua như nước chảy, thời gian thoáng cái chính là trăm năm. Qua một chút là hơn ngàn năm thời gian, Giang Nam lập tức cảm giác được thọ nguyên của mình không ngừng lưu thất. Trong lòng hắn cả kinh, một đạo khai thiên ấn cắt tảng thiên hồ lô ra, vội vàng mà nhảy ra ngoài. Hóa tiên Ngọc Bình cũng bay tới, mịn bình xuống phía dưới, một đạo hóa tiên thần quang quét ra. Trên người Giang Nam chợt lạnh, áo đã không thấy bóng dáng. Thần quang trong bình ngọc kia lại một quét, quần khố đã biến mất không thấy gì nữa. Cản khôn lão tổ, tiềm long đạo nhân, gó trách bỉ ngạn nữ đế, không chịu gả cho ngươi. Ngươi luyện chế ra thiên đạo chi bảo, thật sự quá hèn mọn mà. Giang Nam giận dữ, thần nhục nhất thể, người hướng hóa tiên Ngọc Bình đánh tới, oanh một tiếng nổ tung. Hóa tiên Ngọc Bình bị hắn đụng nát, trong bình thần quang loạn vũ, giống như hàng tỷ đạo thần kiếm đánh rớt. Trong khoảnh khắc, liền ở trên người Giang Nam lưu lại vô số đạo bạch ấn, lại không thể gây tổn thương đến hắn chút nào. Dòng ngâm phượng minh chuyển đến, một dòng một phượng dây dưa, hàng tỷ đạo thần thông bộc phát, đem Giang Nam bao phủ. Giang Nam trưởng thanh cười nói: Đạo vương, đạo kim ngọc bàn, mặc dù cường đại, thế nhưng đạo kim ngọc bàn có thể phá được đạo kim ngọc bàn hay không đấy? Dưới chân hắn liên đài dâng lên, cánh hoa trồng chất bay múa, đem đạo kim ngọc bàn công kích mà đỡ hết. Long phượng kia phiên bay, đột nhiên tương hợp, hóa thành một mặt minh kính bảo giám, nhô lên cao chiếu rọi. Giang Nam chân bước tiếp theo, liên đài dâng lên, cũng hóa thành một mặt bảo giám, trong kính phun ra thần quang, song song mà triệt tiêu. Tuy nói ở vũ trụ dung hợp chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh cũng là dung hợp thần quang tạo thành, uy năng lớn vô số lần, thế nhưng Giang Nam giờ phút này đã thành thần vị, chứng được thần đạo, thực lực cũng tăng, pháp lực tăng vọt, đem chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh này mà đỡ hết. Oanh! Đột nhiên một bóng ma cự đại đụng nhau mà đến, hung hăng đụng vào trên người của Giang Nam, tại chỗ mà đem Giang Nam đụng bay ra ngoài, để cho đạo tắc trong cơ thể hắn dữ dội, xương cốt cơ hồ bị đụng nát. Sao? Đây là hư ảnh thiên đạo chí bảo của địa ngục sao? Giang Nam vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chí bảo hư ảnh đánh bay hắn kia rõ ràng là một đại ấn sơn đen như mực. Ấn kia cường đại vô cùng, ấn xuống hoa văn cổ quái, giống như địa ngục minh hải ba đào. In lại thì là địa ngục vạn giới, biến thành từng cái ký hiệu, so sánh với chín đại thiên đạo chí bảo còn muốn cường hoành bá đạo hơn. Minh hải vạn ngục ấn ầm ầm đắp rơi, Giang Nam giống giận, thân thể run lên, các loại toái cốt từ trong cơ thể bắn nhanh ra, xương cốt mới trong nháy mắt được tạo thành. Ngay sau đó, hai đại chân thân bay tới, ba đạo khai thiên ấn bay lên, giống như ba thanh khai thiên phủ, cắt ra hết thảy trở ngại. Áp lực khó có thể tưởng tượng đánh rơi, chấn vỡ khai thiên ấn, ép tới kiếp trước chân thân, kiếp sau chân thân của Giang Nam, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất.
địa ngục vạn giới thiên đạo cũng mơ tưởng mà đẹp sập ta. Trong hai tròng mắt của Giang Nam, thiên địa hủy diệt hóa thành một mảnh dày đặc, tử quang tràn ra. Diệt thế ấn hóa thành một cái thất cự đại, đem minh hải vạn ngục ấn mà nuốt hết. Sau một khắc, diệt thế đại ma bàn nứt vỡ, minh hải vạn giới ấn bay ra hướng hắn chấn áp xuống. Hóa tiên. Giang Nam cử hà phi thăng, hóa thành một đạo tiên quang, thậm chí ngay cả chân thân kiếp trước và kiếp sau cũng bị kéo. Đạo tắc cuồn cuộn tuôn ra, nhấc lên kinh đào hải lãng. Pháp lực tam đại chân thân, tất cả tinh khí thần tương dung, dung nhập vào trong hóa tiên ấn, cùng minh hải vạn ngục ấn chạm vào nhau. Minh hải vạn ngục ấn chia 5 x 7, đột nhiên mọi nơi nổ tung, hóa thành minh hải mãnh liệt cuồn cuộn. Trên minh hải, vô số địa ngục thế giới lên xuống chìm nổi, lại hướng ở giữa hội hợp lại, chuẩn bị mà khép lại, một lần nữa họa tác minh hải vạn ngục ấn. Thân thể Giang Nam lay động, thân thể nhất thời trở nên vô cùng rộng lớn, giống như một thần ma cao tới vạn dặm, mở cái miệng rộng một ngụm hút đi. Minh hải bị hắn một ngụm uống cạn, tiếp theo địa ngục vạn giới giống như hạt đậu rối rít bay vào trong miệng của hắn. Đây là thần ma tiểu thế giới hóa thành thần thông. Tiểu thế giới có bao nhiêu, thần ma thân thể là có thể có bấy nhiêu. Bởi vì thần ma tiểu thế giới đem không gian luyện thành một thể, không gian vừa vặn có thể bao trùm thân thể thần ma. Nếu tiểu thế giới có 3.000 dặm, thân thể thần ma liền thoạt nhìn có 3.000 dặm. Nếu là vạn dặm, vậy thì vạn dặm chi cự. Lúc này Giang Nam đã chứng được bài vị thành tựu thần ma, luyện thành thiên đình. Hỗn độn nguyên thần chấn giữ ở trong thiên đình, hỗn độn động thiên của hắn cũng khuếch trương hóa thành vạn dặm tiểu thế giới. Vì vậy mới có thể thi triển ra loại thiên địa pháp tướng này, một ngụm uống cạn minh hải. Rầm rầm rầm. Thiên đao, thiên lý chu tiên kiếm chấn thiên đỉnh, các loại thiên đạo chí bảo hư ảnh đánh tới. Giang Nam đứng yên bất động, thật dài mà hút khí. Linh khí bản sơ cuồn cuộn vọt tới, nhanh chóng khôi phục tu vi. Những thiên đạo chí bảo hư ảnh phá vỡ hỗn độn tiểu thế giới của hắn, còn phải qua một thời gian ngắn mới có thể công kích được bản thể của hắn. Mà trong khoảng thời gian này đã đầy đủ để cho hắn khôi phục một chút tu vi. Địa ngục thiên đạo quả nhiên là thiên đạo trạng thái viên mãn mà, so với thiên đạo của chư thiên vạn giới ta là càng thêm hoàn thiện. Giang Nam luyện hóa minh hải vạn giới ấn, đủ loại lĩnh ngộ xông lên đầu, ngay sau đó liên tục xuất thủ, đem từng loại thiên đạo chí bảo hư ảnh phá vỡ, hấp thu luyện hóa. Chỉ cảm thấy thần minh cảnh giới càng thêm vững chắc, trong lòng hài lòng vạn phần. Sao, còn có thiên đạo chí bảo ba động hay sao? Thật kỳ quái, chẳng lẽ trừ ta ra còn có những người khác ở chỗ này độ kiếp hay sao? Hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, cảm ứng được thiên đạo ba động từ chỗ sâu trong đất vũ trụ dung hợp truyền đến. Giang Nam khẽ cau mày, đón thần quang dung hợp nặng nề cất bước đi tới. Nơi vũ trụ giao hòa, từng ngọn thế giới trôi nổi, những thế giới này cũng không gặp phải trận đại biến cố kia trùng kích đến. Thế nhưng sinh linh trên những thế giới này, từng cái hoảng sợ đến không chịu nổi. Vô số sinh linh hướng về phía trước quỳ bái, thành hoàng thành khủng, cầu khấn trời xanh giáng xuống minh dụ chỉ dẫn cho những sinh linh đang sợ hãi này. Mấy chục thế giới kêu rên khắp nơi, thê thảm đến vô cùng. Lại có đạo tặc làm loạn, nghịch tặc tạo phản, yêu ma hoành hành, đốt giết đánh cướp, khiến cái thế giới này lại càng thêm náo động. Nếu địa ngục đại cử xâm lấn, những thế giới này sẽ chịu khổ phá hủy, những sinh linh hèn mọn kia cũng sẽ hôi phi yên diệt. Tại ứng long đại thế giới, tiếng chuông rằng rặc vang lên, truyền động cả đại thế giới, kinh động rất nhiều cường giả của long tộc. Nhiều ứng long, trúc long, tổ long, thiên long, kim long, thanh long, chúng tộc cường giả rối rít hiện thân, từng người cúi khom người mà đứng hầu. Đây là cường giả trong ứng long đại thế giới, chân thần, thần chủ, thần tôn không ở số ít, từng người khí tức cổ lão mà mạnh mẽ, khí tức dung chuyển khuấy ước 100 triệu dặm. Trong hư không tựa hồ có gió lốc dung chuyển, tiếp theo chỉ thấy hư không hé ra, giống như trong bóng tối hai ánh mắt bế hợp từ từ mở ra vậy. Trong đó thần quang bốn phía, cuối cùng hai vết sách hư không này hóa thành hai long nhãn lớn như mặt trời thần giới chói chang. Long nhãn cổ động, liệt hỏa hừng hực, một thanh âm giả nua tràn đầy ngạo mạn vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai nhiều long tộc cường giả. Thanh âm cuồn cuộn giống như thiên đạo bảo trung chấn động vậy. Hạo kiếp sắp tới, những tồn tại hèn mọn này đang cầu trời xanh, lại không biết thiên đạo tự thân khó bảo toàn, là bậc nào ngu xuẩn đấy. Các ngươi đi đem những tồn tại hèn mọn này
từ những thế giới kia tiếp dẫn đi ra ngoài, lưng đeo bọn họ rời xa những thế giới nguy hiểm kia, đưa bọn họ đến những thế giới trọng yếu khác của vạn giới ta. Vì bọn họ luyện chế chủ tinh để cho bọn họ có thể kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn. Xin cẩn tuân pháp chỉ của lão tổ. Từng tồn tại cường đại của long tộc rối rít không người, từng người bay lên trời, phá vỡ hư không mà rời đi. Cũng không lâu lắm, những thế giới ở vào phụ cận đất giao hòa kia liền truyền đến một cỗ thần thức tối tăm ba động, trong khoảnh khắc liền truyền khắp từng thế giới, nói cho vạn vật sinh linh thế giới của bọn họ sắp có đại kiếp, để cho bọn họ tụ tập ở chung một chỗ dễ dàng mà di chuyển. Tiếp theo liền thấy hư không rung chuyển, từng chiếc lâu thuyền cổ lão do thần long khống chế chạy nhanh ra khỏi hư không, ngừng xuống, đem vô số sinh linh đưa vào trong lâu thuyền. Đợi trang bị đầy đủ một chiếc lâu thuyền, liền thấy long tộc thần long khống chế lâu thuyền chạy nhanh vào chỗ sâu của vũ trụ, hướng thế giới phụ cận trung tâm chư thiên vạn giới mà đi tới. Mà ở trong những thế giới kia sớm đã có thần long miệng phun huyền hỏa luyện hóa tinh thần, chế tạo vô số viên tinh cầu có thể làm cho sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống. Đợi lâu thuyền vừa đến, liền đem những vạn vật sinh linh này để xuống, tiếp theo phá không rời đi. Từng chiếc lâu thuyền ở thần long khống chế xuyên qua đan vào, đem sinh linh ở từng thế giới mà chuyển không. Ứng thần đâu, nghỉ ngơi chốc lát đi, có một số lão huynh đệ không chịu nổi, qua lại buôn ba quá nhiều, mệt mỏi hộc máu rồi. Một long thần hướng một thần chủ ở mũi thuyền kêu lớn, bên cạnh một thần long bàn phục, từng ngụm ho ra máu, vẻ mặt héo úa. Thần long trời sinh khí lực mạnh mẽ, sau khi thành tựu thần vị, thân thể lại càng mạnh mẽ vô cùng, nhất là thần long của ứng long đại thế giới, huyết thống lại càng vô cùng tinh thuần. Thế nhưng loại cường độ bôn ba này, pháp lực tiêu hao quá lớn, thân thể lặn lội đường xa, mệt nhọc đến không chịu nổi, cho dù là thần long cũng không chịu được. Để cho hắn đi nghỉ ngơi đi. Long thần đứng ở đầu thuyền chính là phụ thân của ứng vô song, ứng thần hầu, giờ phút này đã tu thành thần chủ, nghe vậy lắc đầu nói: tiếp tục thúc giục lâu thuyền, gia tăng đem sinh linh thế giới khác rời đi, lão tổ đã phân phó, không được sai sót chút nào. Ứng long đạo huynh quả nhiên vẫn như hơn 5.000 vạn năm trước kia, nói năng chua ngoa, nhưng thấy vạn linh chịu khổ, tâm địa liền mềm nhũn, chính là miệng không buông tha cho người. Tại cực nhạc đại thế giới, một thanh âm vang lên truyền khắp cực nhạc thế giới, thanh âm chấn động nói: chư Phật cực nhạc thế giới ta nghe chỉ, các ngươi cũng đi đem người phàm cùng sinh linh ở những thế giới kia đón đi ra ngoài, an trí cho bọn họ đi. Chư Phật cực nhạc đại thế giới khom người nói: cẩn tuân Phật chủ pháp chỉ. Cực nhạc đại thế giới chư Phật đã thúc đẩy đi cứu vớt chúng sinh của những thế giới kia rồi. Tại tạo hóa đại thế giới, tạo hóa lão tổ thanh âm truyền đến, triệu tập chư cường giả nói: các ngươi cũng đi đi, dàn xếp tốt những sinh linh kia. Cùng lúc đó, tại đạo vương đại thế giới, hồ thiên đại thế giới, hồng hoang đại thế giới, càn khôn đại thế giới, thiên ý đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới, đều có thần nhân dưới trướng của bổ thiên thần nhân xuất động, điều động vô số chiếc lâu thuyền, đem những thế giới phụ cận đất giao hòa kia rời đi vạn vật sinh linh, còn dư lại chỉ là thế giới trống rỗng, có tất cả 27 thế giới. Bên trong Minh Hải, nhiều địa ngục ma đế thấy một màn như vậy, từng người thất thanh cười nói: chư thiên vạn giới, những bổ thiên thần nhân này chính là giả nhân giả nghĩa thôi, rõ ràng chặt đứt hy vọng thành tiên của chúng sinh, nhưng hết lần này tới lần khác cứu hộ chúng sinh, cho dù bọn họ cứu được nhất thời, còn có thể cứu được cả đời hay sao? Dối trá, thật là dối trá mà. Xâm La đạo huynh, thiên đạo của địa ngục ta đã để luyện đi ra ngoài, luyện thành chí bảo Minh Hải Vạn Ngục Ấn, thậm chí ngay cả vũ trụ màng thai cũng có thể công phá được, không bằng nhân cơ hội này điều động hàng tỷ đại quân nhất cử đánh vào chư thiên vạn giới thôi. Một ma đế ngàn mắt kêu lớn. Xâm La ma đế lắc đầu cười nói: chúng ta muốn xâm lấn chư thiên vạn giới, đem hai vũ trụ luyện thành một thể, cầu chính là chứng đạo thành tiên, không phải vì thống khoái mà nhất thời. Hôm nay chư thiên vạn giới còn có nhiều tiên tiên thần ma lưng đeo từng cái thế giới một. Những tiên tiên thần ma này lực lượng gần tiên, nhất định phải đợi đến tiên phủ đến mới có thể khắc chế những tiên tiên thần ma này. Hơn nữa, vì cầu vạn vô nhất nhất,
tốt nhất đợi đến lúc quang vũ kỳ kiếp bộc phát đi, để cho mấy lão quái vật đạo vương kia bể đầu sứt chán. Hắn khẽ mỉm cười nói, trong chư thiên vạn giới chấn áp một cổ tiên này không phải chuyện đùa đâu. Phía trên có tin tức nói cổ tiên này là tồn tại xưa nhất bên trong tiên nhân. Nếu hắn làm loạn, phát động quang vũ kỳ kiếp, đám người đạo vương nhất định phải dùng hơn phân nửa lực lượng để chấn áp người này. Khi đó chúng ta đại cử xâm lấn, mấy lão quái vật đạo vương có cổ tiên kiểm chế, tiên thiên thần ma bảo vệ chư thiên vạn giới, bị tiên phủ khắc chế, mới có thể để cho chúng ta tổn thất nhỏ nhất được. Khi đó bọn ta là có thể diệt trừ đám người đạo vương, thâu tóm chư thiên thiên đạo chí bảo, luyện vào trong minh hải vạn ngục ấn của chúng ta, nhất cử nhảy ra bên ngoài, chứng đạo mà phi tiên. Thời gian ở bên chúng ta, thời gian trôi qua càng lâu, phạm vi hai đại vũ trụ dung hợp liền càng lớn, kết hợp liền càng chặt. Hiện tại gấp gáp ngược lại là bọn người đạo vương kia. Nhiều ma đế rối rít gật đầu đồng ý. Xâm La ma đế nhìn về bốn phía chư thiên vạn giới, trong lòng mơ hồ có chút nghi ngờ. Quái lạ, tại sao không có cảm ứng được tiểu quỷ mấy lần ám toán ta kia? Chẳng lẽ tiểu tử này đã chết rồi sao? Ta còn muốn ở lúc hắn hóa thân thành thần, đem tiểu tử này luyện thành thân ngoại hóa thân. Hắn đối với người tu luyện ma cực chính tiên kinh có cảm ứng đặc biệt, đã sớm cảm ứng được Giang Nam Xâm La ma đế hóa thân sắp tu thành ma thần, vì vậy thời thời khắc khắc chú ý đến Giang Nam. Chẳng qua là khí tức của Giang Nam biến mất, ngay cả hắn cũng cảm ứng không tới Giang Nam rốt cuộc đang ở nơi nào. Đối với hắn mà nói, Giang Nam chẳng qua là một niềm vui thú nho nhỏ trong dòng đời dài dằng dặc của hắn. Ý niệm trong đầu nhất chuyển, liền không có để ở trong lòng. Tại Ứng Long đại thế giới, một long tộc thần tôn hướng hai long nhãn giữa không trung kia không người nói. Hồi bẩm lão tổ, trong những thế giới kia có chút thần ma không muốn lên thuyền rời đi. Chúng ta đã đi khuyên can, trong đó có chút thần ma ỷ vào thần thông quảng đại lại hướng chúng ta động thủ. Trong đó còn có một vị thiên vũ thần tôn. Các con hảo ý khuyên, ngược lại bị hắn đem hải nhi của ta đả thương mấy người. Các ngươi lại đi khuyên đi. Thanh âm của Ứng Long lão tổ truyền đến, ùng ùng nói. Long tôn kia bất đắc dĩ, chỉ đành phải xuất lĩnh nhiều thần long đi những thế giới này khuyên bảo. Qua một lúc lâu, long tôn kia cùng nhiều thần long chật vật đến không chịu nổi trở lại, bị đánh cho mình đầy thương tích, đến đây hồi báo nói. Thiên vũ thần tôn kia, chúng ta không phải là đối thủ, bị hắn đánh gần chết hết rồi. Ta biết rồi. Ứng Long lão tổ thanh âm chấn động nói. Những thần ma này có dã tâm thật lớn, muốn chiếm đất làm vua, độc chiếm một thế giới, làm thành tiền vốn của mình ở trong loạn thế. Nhưng ở trước mặt hạo kiếp này, bọn họ chẳng qua là châu chấu đá xe, dễ dàng trong lúc đó sẽ tan xương lát thịt. Các người đi xuống đi. Long tôn kia không người lui đi. Lúc này hư không chấn động, từng cái suy nghĩ to lớn truyền đến, trao đổi lẫn nhau nói. Mấy vị đạo hữu cùng nhau động thủ thôi. Cùng nhau động thủ nào. Chỉ thấy trong chiến đại thế giới, từng tôn bổ thiên thần nhân khắp cả người thần quang từ trong thế giới của mình cất bước đi ra, mấy bước trong lúc đó lên tới phụ cận đất giao hòa. Từng tôn thần nhân phủ xuống đến trên từng cái thế giới trống vắng, quanh thân vô cùng thần quang xông ra, chỉ một thoáng liền đem chín thế giới bên trong cùng không gian hết thảy bao phủ. Vô số tinh thần bị thần quang này áp xúc liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Những thần ma lưu lại trong những thế giới kia mới vừa cảm giác được không ổn, liền bị thần quang tiếp xúc hóa thành bụi bay, tan thành mây khói. Một vòng mặt trời chói chang, từng ngọn tinh đấu, một mảnh tinh hà dài hẹp, vô tận ánh sao, trong khoảnh khắc liền bị chín đại bổ thiên thần nhân luyện hóa. Ở mấy thời gian hô hấp, chín thế giới to lớn liền bị cửu tôn thần nhân này tế luyện một lần. Chín ngọn thế giới hóa thành chín pháp bảo vô cùng to lớn, tinh hà tinh đấu không gian kịch liệt thu nhỏ lại. Thế nhưng còn rộng lớn có hàng tỷ dặm, trong đó một tòa thế giới hình dáng đúng như một ngụm bảo chuông. Một thần nhân chỉ một ngón tay, chỉ thấy tòa thế giới biến thành bảo chuông này bay lên, dắt ở ngoài đất vũ trụ giao hòa. Lại có một thế giới hình dáng như lâu, cũng bị dắt ở đất giao hòa. Lại có bàn, bình, đỉnh, tháp, trụ, cầm, các loại hình dáng thế giới bị luyện hóa. Cả tòa thế giới bị cô đọng một thể, biến thành pháp bảo vô cùng khổng lồ, nhất nhất bay ra, đeo ở trong hư không, chia ra, che ở phía trước đất giao hòa. Cửu tôn bổ thiên thần nhân lại đi luyện hóa thế giới khác. Đột nhiên, trong một thế giới, một thần tôn bay ra, đương nhiên đó là thiên vũ thần tôn, tức giận nói.
Bổ thiên thần nhân, khá lắm, khá lắm ứng lòng lão tổ. Ta bất quá đã thương ngươi mấy hải nhi, ngươi liền tới trả thù ta. Ta cũng không phải là báo thù ngươi đâu. Trong thần quang, ứng lòng lão tổ lẳng lặng nói. Tồn tại con kiến hồi giống như ngươi, còn không đáng được ta trả thù. Hôm nay ta muốn luyện hóa tỏa thế giới này, dùng để ngăn cản địa ngục xâm lấn. Ngươi tránh ra đi. Ta không tránh. Thiên Vũ Thần Tôn cổ nhéo một cái, cười lạnh nói. Ta chính là kỳ tài ngút trời, ở nơi khủng khiếp này cũng có thể tu thành thần tôn được. Tương lai tiền đồ vô lượng, ta không tránh, ngươi dám giết ta sao? Bang! Hắn còn chưa nói hết câu, cả người hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo tắc, tràn ngập ở trong thế giới này. Vô cùng thần quang từ trong cơ thể ứng long lão tổ xông ra, luyện hóa tỏa thế giới này. Ứng long lão tổ đạm mạc nói. Sinh linh ngu xuẩn mà hèn mọn, trong 5.000 vạn năm thời gian, ta chứng kiến từng thần đế quật khởi cùng tử vong, nhìn thấy vô số chủng tộc ra đời cùng hủy diệt đi. Trong thời gian dài dòng vô tận kia, chỉ có sinh linh ngu xuẩn hèn mọn là vĩnh hằng bất biến thôi. Sự xuất hiện của ngươi lại một lần nghiệm chứng cho chuyện này. Qua một lúc lâu, 27 thế giới bị luyện hóa hết, hóa thành 27 pháp bảo to lớn không gì so sánh được, cao cao treo ở ngoài đất vũ trụ dung hợp. Từ xa nhìn lại, lấp lánh vô cùng. 9 tôn bổ thiên thần nhân riêng phần mình thi lễ, lần lượt mà thú lui. Đây là đệ nhất trọng bình chướng, lúc hạo kiếp bộc phát, nếu như địa ngục đại quân đại cử xâm lấn, sẽ gặp phải 27 kiện pháp bảo này công kích, tất nhiên là vô cùng thê thảm. Mà vào lúc này, Giang Nam ở trong thần quang của đất dung hợp bước chậm đi về phía trước, truy tìm thiên đạo ba động. Qua một lúc lâu, hắn rốt cục xuyên thấu thần quang nặng nề, đi tới phương vị, tới gần địa ngục. Chỉ thấy phía trước một ma thần đang độ kiếp, rõ ràng cùng hắn cũng là độ thiên đạo chi kiếp. Người này rất mạnh. Giang Nam đứng ở đằng xa ngắm nhìn, đánh giá thiếu niên tử viên ma đế đang độ kiếp, hắn thầm nghĩ. Đệ cửu trọng thiên cung, nhanh như vậy liền tu luyện viên mãn được, cũng không phải chuyện đùa. Không biết hắn có thể đánh bại địa ngục chí bảo hư ảnh hay không. Ở hai đại vũ trụ dung hợp chi địa, đối phó với thiên đạo đại kiếp cực kỳ khó khăn. Không chỉ cần đối mặt với chư thiên vạn giới, chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh, còn cần đối mặt địa ngục mới luyện hóa ra thiên đạo chí bảo Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Uy năng của Minh Hải Vạn Ngục Ấn còn ở trên chín đại thiên đạo chí bảo. Ngay cả Giang Nam cũng bị bức phải dùng đến tam đại chân thân ra hết, thi triển vô ý ấn, cuối cùng mới đánh bại được ấn hư không này. Bất quá cũng chỉ là đánh bại, Minh Hải Vạn Ngục Ấn còn có khả năng phục hồi như cũ. Nếu không phải Giang Nam thừa dịp Minh Hải Vạn Ngục Ấn còn chưa hồi phục như cũ, liền đem Minh Hải một ngụm uống cạn, đem Vạn Ngục cắn nuốt luyện hóa mà nói, tái chiến đi xuống, hắn khẳng định độ không qua trận thiên đạo đại kiếp kia. Thiếu niên tử viên ma đế cũng độ kiếp, người này đã tu thành thiên công cửu trọng, lấy tích lũy của hắn vốn là không cần dựa vào cơ duyên cũng có thể tu thành ma thần, nhưng nếu như cộng thêm cơ duyên mà nói, vậy thì càng thêm kinh khủng. Giang Nam từ xa nhìn lại, chỉ thấy người này đứng ở trong thần quang nặng nề, dẫn động đại kiếp, so sánh với thiên đạo đại kiếp của mình cũng không nhỏ hơn. Uy năng của dung hợp thần quang nguyên vốn đã cực kỳ khủng bố, Giang Nam mới vào trong thần quang, thậm chí ngay cả hư không bảo thuyền cũng bị thần quang hóa đi, phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Biết rõ loại thần quang này kinh khủng, hắn chứng được thần vị, thành tựu thần ma, nguyên anh lột xác thành huyền thiên thần đế, vào chủ thiên đình, lúc này mới không nhìn thấy thần quang uy hiếp. Thiếu niên tử viên ma đế thân ở trong thần quang, người này đã tu thành nhất trọng ma đạo thiên đình, uy lực lực uy hiếp của dung hợp thần quang đối với hắn cũng không lớn, để cho Giang Nam nghiêm nghị suy nghĩ. Là một nhân vật kinh khủng, so với ta không kém hơn bao nhiêu. Đại kiếp phủ xuống, thiên đạo chí bảo công phạt, Giang Nam rốt cục cũng thấy nơi kinh khủng của thiếu niên tử viên ma đế này. Chỉ thấy hắn giơ tay nhấc chân, thần thông bộc phát, uy năng thần thông so sánh với thiên đạo chí bảo hư ảnh không kém chút nào, thậm chí còn muốn vượt qua. Đây là thần thông hoàng đạo cực cảnh sao? Giang Nam trong nháy mắt liền lập tức biết được thiếu niên trong đại kiếp này sử dụng rốt cuộc là thần thông cấp bậc nào. Chỉ có hoàng đạo cực cảnh đại thần thông mới có thể có uy năng cường đại như thế, mới có thể ở lúc giơ tay nhấc chân là đối kháng với thiên đạo chí bảo hư ảnh. Hoàng đạo cực cảnh đại thần thông uy năng cực đoan cường đại, ở tiên duyên chín quan
Giang Nam cùng Hoàng Tổ Thần Đế đối kháng. Hoàng Tổ Thần Đế dùng chính là Hoàng Đạo Cực Cảnh Đại Thần Thông. Trận chiến ấy để cho Giang Nam nội tình ra hết, thậm chí vận dụng chân thân kiếp trước cùng chân thân kiếp sau của mình, lúc này mới hiểm hiểm thắng được Hoàng Tổ cùng cảnh giới. Đạo Vương truyền thụ cho ta 6 đạo Đại Thần Thông, đến nay ta còn không cách nào lĩnh ngộ, hẳn là Hoàng Đạo Thần Thông. Trừ 6 đạo thần thông này ra, ta vốn có thần thông cao nhất cũng chỉ là đế cấp mà thôi, không có Hoàng Đạo Thần Thông. Người này lại có Hoàng Đạo Thần Thông, hơn nữa tinh diệu như vậy, uy năng cường đại như vậy, tất nhiên là Hoàng Đạo Cực Cảnh Ma Đế chuyển thế thân trong địa ngục rồi. Giang Nam trong khoảnh khắc liền đoán được lai lịch của thiếu niên Tử Viên Ma Đế này, tâm thần hắn đại chấn. Địa ngục có thiên đạo đầy đủ, có thể làm cho đế cấp cường giả trong địa ngục ký thác tu thành Hoàng Đạo Cực Cảnh, lĩnh ngộ Hoàng Đạo Thần Thông, do đó chứng đạo mà nhảy ra ngoài. Bất quá, người có thể nhảy ra ngoài thiên đạo, không ở trong ngũ hành, chứng đạo ma tiên, dù sao cũng là lông phượng sừng lân. 5.000 vạn năm có thể xuất hiện một hai người đã là vô cùng khó có được. Thiếu niên Tử Viên Ma Đế hẳn là đời trước không có nhảy ra ngoài, lúc này mới chuyển thế, mong đợi có thể mượn cơ hội vũ trụ đại dung hợp, nhảy đi ra ngoài, chứng đạo ma tiên. Mà ở chư thiên vạn giới, Bổ Thiên Thần Nhân cầm giữ thiên đạo chí bảo, thiên đạo có tư tâm biến thành pháp bảo của chín đại Bổ Thiên Thần Nhân, đại đạo của những người khác không cách nào ký thác vào trong thiên đạo được. Vì vậy 5.000 vạn năm qua không có Hoàng Đạo Cực Cảnh cường giả xuất thế, tự nhiên cũng không có Hoàng Đạo Thần Thông lưu truyền tới ngày nay. Cho nên thần thông mạnh nhất chính là đế cấp thần thông. Cho nên Quang Vũ Thần Đế chúng kiêu hùng mới có thể thở dài như vậy, cho là Bổ Thiên Thần Nhân cản trở con đường đi tới của tu sĩ chư thiên vạn giới. Giang Nam tinh thông đại thần thông số lượng không ít, trừ thiên đạo thần thông ra, hắn còn có Sâm La Ấn, Nguyên Thai Ấn, Tinh Hà Ấn, Thái Cực Đồ, chúng đế cấp thần thông. Hỗn Độn Tiên Long đại thần thông thì thuộc về Hồng Mông đại thần thông, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt đại thần thông, Tứ Thượng Thông Thiên đại thần thông, Thiên Địa Giao Trưng đạo thần thông, Thiên Đạo Tạo Hóa đại thần thông. Những thần thông này uy năng đến gần Hoàng Đạo đại thần thông, nhưng bởi vì là 3 tháng lĩnh ngộ ngắn ngủi cũng không viên mãn, không tính là Hoàng Đạo Thần Thông chân chính. Trừ những cái đó ra, chính là Vô Ý Tam Ấn, uy năng Vô Ý Ấn tuy mạnh nhưng vô cùng tiêu hao pháp lực. Pháp lực hao hết, Giang Nam liền không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể bằng vào pháp lực trong hóa thân chống đỡ cùng chiến lực cường đại của thân thể. Cho nên hắn ở lúc đối địch sẽ không dễ dàng vận dụng Vô Ý Ấn, mà Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt chúng thần thông, bởi vì hắn lĩnh ngộ không viên mãn, số lần vận dụng cũng không nhiều, vận dụng thường thường cũng là đế cấp thần thông. Mà đế cấp thần thông cùng Vô Ý Ấn trong lúc đó có một loại chênh lệch không nhỏ, không có lĩnh ngộ ra Hoàng Đạo Thần Thông chân chính, liền ý nghĩa thực lực của Giang Nam không ổn định. Cùng người động thủ không sử dụng Vô Ý Ấn, hắn chính là đế tư thiếu niên cường giả, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thắng được cường giả giống như trước có đế tư thiếu niên. Tỉ như Hạo Thiếu Quân, hắn lĩnh ngộ Hoàng Đạo Tam Ấn liền đã có hình thức ban đầu của Hoàng Đạo Thần Thông, mặc dù chẳng qua là hình thức ban đầu, thế nhưng uy năng mạnh. Giang Nam ở lúc thiên cung bắt trọng liền cần vận dụng Vô Ý Ấn tới hóa giải. Nếu phải mượn những đế cấp thần thông kia, Giang Nam chỉ vận dụng một chân thân còn không phải là đối thủ của Hạo Thiếu Quân. Hôm nay Giang Nam nhất trọng thiên cung chứng thần vị, thế nhưng vẫn là không có lĩnh ngộ ra Hoàng Đạo Cực Cảnh đại thần thông. Nếu như cùng Hạo Thiếu Quân giao thủ, hắn phải vận dụng Vô Ý Ấn mới có thể đem Hạo Thiếu Quân đánh bại. Vận dụng đế cấp thần thông thì không biện pháp làm gì được Hạo Thiếu Quân. Nếu có Hoàng Đạo Thần Thông chân chính, hắn liền không cần vận dụng Vô Ý Ấn. Tuy nói Giang Nam còn có những thủ đoạn ẩn giấu khác nữa, tỉ như hắn có hai đại chân thân, thế nhưng không có lĩnh ngộ ra Hoàng Đạo Thần Thông, thủy chung cũng là điểm yếu của hắn. Hắn chuyên chú cho khai phá uy năng của Vô Ý Ấn, đối với những thần thông khác khai phá đúng là chẳng dụng tâm. Vô Ý Ấn là thủ đoạn mạnh nhất của ta hiện tại, thế nhưng Hoàng Đạo Cực Cảnh thần thông ta cũng phải lĩnh ngộ mới có thể để cho ta ở dưới tình huống không sử dụng Vô Ý Ấn thắng được đám người Hạo Thiếu Quân. Vị Hoàng Đạo Cực Cảnh địa ngục ma đế chuyển thế này cũng đáng giá để ta chú ý, nói không chừng có thể giúp ta hoàn thiện Hoàng Đạo Thần Thông. Giang Nam đứng ở trong thần quang, hơi thở phun ra nuốt vào, linh khí bản sơ liên tục không ngừng vọt tới, Hỗn Độn Nguyên Thần phun ra nuốt vào thần quang, lớn mạnh bản thân. Hắn đứng ở nơi đó nhìn thiếu niên Tử Viên Ma Đế độ kiếp, hai tròng mắt của hắn sáng tối tiêu tan, giống như hỗn độn sơ khai, huyền hoàng phân liệt, lưỡng nghi diễn sinh, tứ tượng hóa thành tứ cực, ngũ hành diễn sinh, lục hợp bát hoang, cửu cung vừa phù hiện, rõ ràng
là thôi diễn Tử Viên Ma Đế hoàng đạo đại thần thông ảo diệu, dung nhập vào trong chúng hoàng đạo thần thông ngũ hành đại phá diệt. Thủ đoạn của thiếu niên Tử Viên Ma Đế cực kỳ mạnh mẽ, từng đạo hoàng đạo thần thông kinh thiên động địa cùng thiên đạo chí bảo hư ảnh đối chiến với nhau, trang diện cực kỳ to lớn. Thành tựu đại đạo của người này đã đạt tới trình độ cùng địa ngục thiên đạo giao hòa, cùng chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh va chạm, đem chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh nhất nhất mà đánh nát, luyện hóa cắn nuốt, lĩnh ngộ thiên đạo của chư thiên vạn giới. Oanh! Minh Hải Vạn Ngục Ấn xuất hiện, hướng thiếu niên Tử Viên oanh kích. Thiếu niên Tử Viên đón đỡ một kích này, hộc máu mà rút lui. Hai tay thiên biến vạn hóa, từng loại thần thông bộc phát, liên tục oanh kích Minh Hải Vạn Ngục Ấn, lấy cứng chọi cứng. Minh Hải Vạn Ngục Ấn kia khi diễm ngập trời, chấn áp xuống, phá vỡ từng đạo hoàng đạo thần thông, bóp áp mà đến, thế không thể ngăn chặn. Thiếu niên Tử Viên Ma Đế vừa lui, lui nữa, đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cỗ uy năng mênh mông từ thời không xa xôi truyền đến, chỉ thấy một pháp bảo khổng lồ cắt ra thời không, triển lộ ra một góc, nhô lên cao chấn động, đem Minh Hải Vạn Ngục Ấn hư ảnh kia mà chấn vỡ. Hoàng đạo cực cảnh cường giả, luyện hoàng đạo cực binh ngư. Giang Nam lập tức cảm nhận được loại uy năng hào hào đáng đáng giống như sông dài này, trong lòng biết thiếu niên Tử Viên tự nghĩ không cách nào phá vỡ Minh Hải Vạn Ngục Ấn hư ảnh, quyết định thật nhanh triệu hoán hoàng đạo cực binh kiếp trước của mình chấn vỡ hư ảnh. Đây là thủ đoạn mưu lợi, cũng không phải là dựa vào thực lực chân chính của mình, mà là dựa vào thực lực của kiếp trước. Thiếu niên Tử Viên Ma Đế cũng không có thủ đoạn như Vô Ý Ấn, chỉ có thể mượn pháp bảo kiếp trước của mình mà tới độ kiếp. Đột nhiên thiếu niên Tử Viên Ma Đế hít vào một hơi thật dài, đem tất cả Minh Hải Vạn Ngục Ấn cắn nuốt, xoay người hướng phương vị của Giang Nam mà nhìn, đạm mạc nói: "Đạo hữu, ngươi nhìn trộm lâu như vậy, đã nhìn đủ rồi chứ?" Hắn chiến ý hừng hực, chiến ý nồng đậm phóng lên cao, cuồn cuộn có tiếng, cất bước hướng Giang Nam đi tới, có một loại tín niệm vô địch, điểm nhiên nói: "Ngươi là thần minh của chư thiên vạn giới sao? Mới vừa rồi ta cảm ứng được thiên đạo ba động, nghĩ đến ngươi cũng là ở đất vũ trụ giao hòa, mượn cơ hội mà đột phá, tu thành thần minh. Xem ra, ngươi cũng là thần đế chuyển thế, ngươi không có nhân cơ hội mà rời đi, là thất sách của ngươi. Hiện tại, ngươi muốn đi, cũng đi không xong đâu." "Ai nói với ngươi là ta nhìn trộm ngươi vậy?" Giang Nam khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đạo hữu, ta là quang minh chính đại, nhìn ngươi độ kiếp kìa. Ta cũng không phải là muốn đi, mà là chờ ngươi độ kiếp xong mới có thể hướng ngươi xuất thủ. Nếu không, đó chính là ta bắt nạt ngươi rồi." Thiếu niên Tử Viên Ma Đế đến gần, trong lúc bất chợt thấy rõ Giang Nam, trong lòng cả kinh thất thanh nói: "Huyền Thiên Thần Đế trong Huyền Thiên Thượng Cung sao?" "Huyền Thiên Thượng Cung, Huyền Thiên Thần Đế ư?" Giang Nam hơi ngẩn ra, đột nhiên thân thể thẳng tắp, không khỏi tự đắc nói: "Chính xác, ta chính là Huyền Thiên Thần Đế. Hôm nay hiển hóa xuất hiện ở trước mặt của ngươi, vì ngươi chỉ điểm bến mê. Tiểu đạo hữu, ngươi tu luyện thiên cung của ta, hôm nay chứng được thần vị, còn không nhanh đến đây tham bái đi. Nếu ngươi bái ta làm thầy, ta tự nhiên sẽ không hướng ngươi xuất thủ." Thiếu niên Tử Viên Ma Đế rất nhanh từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ, cười lạnh nói: "Đừng nói ngươi không phải là Huyền Thiên Thần Đế, cho dù ngươi là Huyền Thiên Thần Đế chân chính, cũng không có tư cách để ta bái ngươi. Tử Viên ta cả đời chỉ kính bản thân mình, không kính người khác." Phía sau hắn thiên cung nặng nề hiện lên, chỉ thấy trong từng ngọn thiên cung, từng tôn thần đế tọa lạc, chấn áp thiên cung. Khuôn mặt những thần đế này rõ ràng cùng khuôn mặt của hắn giống nhau như đúc vậy. Thậm chí ngay cả tượng thần của Giang Nam trong Huyền Thiên Thượng Cung cũng bị đổi thành khuôn mặt của hắn, đi con đường rõ ràng cùng Giang Nam giống nhau như đúc, chỉ tôn mình không tôn người khác. Hai thiếu niên thần ma đối diện mà đứng, Giang Nam đột nhiên cười nói: "Tử Viên Ma Đế sao? Người mới vừa tu thành ma thần mà ta so với ngươi sớm hơn chốc lát. Ta cho ngươi thời gian để ngươi vượt qua kỳ suy yếu, nếu không đánh chết ngươi cũng là ta bắt nạt ngươi rồi." "Không cần." Tử Viên Ma Đế quát lên, bàn tay một phen, hoàng đạo thần thông dung chuyển, vô số thần quang buôn lưu ầm ầm hướng Giang Nam mà bóp tới. Oanh! Giang Nam thần nhục nhất thể, vô số thần thông giấu ở trong thể nội, một quyền trào ra, đường đường chính chính oanh mở thần quang nặng nề đối chiến với hoàng đạo thần thông này. Tử Viên Ma Đế muộn hành nhất thành, cước bộ thác loạn, rút lui mấy trăm dặm. "Tốt, chờ ta vượt qua kỳ suy yếu." Thiếu niên Tử Viên Ma Đế sắc mặt âm tình bất động,
hít vào một hơi thật dài, khoanh chân ngồi xuống. Trong đất dung hợp thần quang sáng láng, đầy dãy bản sơ linh khí, thiếu niên Tử Viên Ma Đế liên tục không ngừng dẫn dắt linh khí bản sơ nhập vào cơ thể, tu vi không ngừng căng vọt. Ở loại địa phương này, linh khí bản sơ cực kỳ phong phú, hơn nữa loại linh khí này tích chứa năng lượng vô cùng tinh thuần cùng khổng lồ, luyện hóa sau vì đạo tắc tốc độ cực nhanh, thích hợp nhanh chóng để tăng lên tu vi. Hắn nuốt trôi linh khí bản sơ, bất quá hơn phân nửa lực chú ý của hắn vẫn là đặt ở trên người Giang Nam. Hắn đối với Giang Nam cũng không yên lòng, mặc dù Giang Nam nói rõ để cho hắn vượt qua kỳ suy yếu, nhưng nếu như Giang Nam trong lúc bất chợt xuất thủ mà nói, thế thất sẽ làm cho hắn lâm vào bị động. Đối với cao thủ trẻ tuổi trong lúc bất chợt toát ra này, hắn có bản năng địch ý cùng hiểu lầm. Đột nhiên trong lòng hắn rùng mình, chỉ thấy quanh thân Giang Nam hỗn độn thế giới triển khai điên cuồng tịch quyển linh khí bản sơ, càng ngày càng nhiều linh khí bản sơ tiến vào trong tử phủ của hắn, càng lúc càng nồng nặc, thậm chí hóa lỏng thành nước biến thành linh dịch. Cũng không lâu lắm, hỗn độn động thiên của Giang Nam liền xuất hiện một linh dịch bản sơ tạo thành hồ nước nhỏ. Càng nhiều linh khí vọt tới, cái hồ này còn đang không ngừng khuếch trương. Hiển nhiên hắn là vì tương lai của mình chuẩn bị tài nguyên. Hắn không có nhân cơ hội hướng ta xuất thủ, chẳng lẽ thật sự là không có đem ta coi vào đâu hay sao? Tử Viên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, Giang Nam tịch quyển linh khí bản sơ tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn cũng có chút giật mình. Bất quá mặc dù Giang Nam đang tịch quyển linh khí bản sơ, nhưng không có quá phận, vẫn là để lại cho hắn một chút linh khí, cung cấp cho hắn vượt qua kỳ suy yếu. Người này cũng có chút ít khí độ thần đế, chẳng lẽ thật sự là chư thiên vạn giới chuyển thế thần đế hay sao? Tử Viên Ma Đế suy tư một lúc lâu, thủy chung không cách nào suy đoán ra Giang Nam rốt cục là thần đế nào chuyển thế. Hắn đối với chư thiên vạn giới thần đế biết không nhiều lắm, dù sao lai lịch của hắn cực kỳ cổ lão xa xưa. Kiếp trước sau khi chết đi, thần tính liền lập tức lâm vào trong ngủ say, đợi chờ thời cơ sống lại. Vì vậy đối với đời sau của chư thiên vạn giới hiện lên thần đế cũng không biết. Theo hắn, Giang Nam tất nhiên là thần đế chuyển thế, nếu không liền không thể nào có được chiến lực cường đại như vậy. Qua một lúc lâu, Tử Viên Ma Đế bỗng nhiên đứng dậy, Giang Nam cũng đem tu vi trăm triệu dặm linh khí bản sơ tịch quyển không còn, đem linh khí hóa thành một tòa đại hồ rộng lớn mấy trăm dặm, hài lòng thu vào để ở trong tử phủ của mình. Hôm nay hắn tu thành thần ma, vốn là tử phủ rộng lớn 3.000 dặm, nhất thể khuếch trương không dưới gấp 10 lần, ước chừng 3.000-5.000 dặm chi cự, đủ để dung nạp một viên tinh cầu. Giang Nam thậm chí cảm giác được theo mình tăng lên, tử phủ của hắn còn đang không ngừng phát triển. Tử Viên Ma Đế cất bước tiến lên, đằng đằng sát khí. Hiện tại ta đã vượt qua kỳ suy yếu, đạo hữu, ta không giết thằng người vô danh. Ồ, chờ một chút. Giang Nam giơ tay lên, trên mặt lộ ra sắc thái cổ quái cùng vui vẻ cười nói. An tâm một chút, chớ nóng vội. Ta mới vừa phát hiện hồ lô chủng của ta đang nảy mầm, trước để ta nhìn xem đã. Tử Viên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay cười lạnh nói. Ngươi chở ta chốc lát, ta cũng chở ngươi chốc lát vậy. Giang Nam tâm thần yên lặng vào trong tử phủ của mình, chỉ thấy tử phủ không gian trong một đạo tiên quang, một bụi dây leo màu xanh phun ra nuốt vào tiên quang, hấp thu năng lượng trong tiên quang, rõ ràng là viên hồ lô tử kim kia nảy mầm dài ra hồ lô đằng. Viên hồ lô tử kim này Giang Nam đã từng thử qua rất nhiều loại thủ đoạn, thậm chí dùng thần thủy đúc cũng không có thể làm cho nó nảy mầm. Sau khi bị hắn ném vào trong tử phủ, không nghĩ tới viên hồ lô này lại ở trong tiên quang nảy mầm, hơn nữa sinh trưởng rất là khỏe mạnh. Bất quá Giang Nam phát hiện đạo tiên quang kia trong tử phủ của mình cũng rõ ràng thiếu đi một mảng lớn, hiển nhiên là bị gốc hồ lô đằng màu xanh này hấp thu. Dựa vào hấp thu tiên quang mới có thể sinh trưởng, chẳng lẽ viên hồ lô này là tiên chủng hay sao? Giang Nam tinh tế đánh giá, chỉ thấy hồ lô đằng đã có một thước cao, dài ra 2-3 diệp tử, phía trên hiện ra hoa văn huyền diệu. Loại hoa văn này cực kỳ phức tạp, mơ hồ có tiên chỉ từ trong đó tràn ra, tựa hồ ẩn chứa vô lượng uy năng. Trong gốc đằng mạn này mơ hồ truyền đến tiếng tụng kinh, phảng phất tiên nhạc dễ nghe. Giang Nam tinh tế lắng nghe, chỉ cảm thấy không giống nhân gian đạo âm, mà là ý cảnh xa xưa thâm trầm, phảng phất là từ cửu thiên chi ngoại truyền tới. Tên này lại thật không có ai là gì, nghiên cứu thần minh hồ lô này mầm sao? Tử Viên Ma Đế thấy Giang Nam một bộ hết sức chăm chú, ánh mắt chớp động thầm nghĩ. Nếu ta đột nhiên xuất thủ, tất nhiên có thể làm hắn bị thương nặng. Hắn vẫn không động đậy, cũng không có xuất thủ,
Qua một lúc lâu, Giang Nam mới ngẩng đầu lên cười nói: "Đúng rồi, người mới vừa nói đến nơi nào rồi nhỉ?" Thiếu niên Tử Viên Ma Đế khóe mắt nhìn lên hạ xuống, nhịn xuống tức giận, ngạo nghễ nói: "Ta không giết người vô danh, báo tên của người đi." Giang Nam cười nói: "Ồ, ta họ Giang, người ta gọi là Huyền Thiên Giáo Chủ. Tử Viên đạo hữu, người có thể xưng ta là Giang Giáo Chủ." "Huyền Thiên Giáo Chủ, Huyền Thiên Thượng Cung ư?" Tử Viên Ma Đế hơi ngẩn ra, cười lạnh nói: "Người thật đúng là nghĩ mình thành Huyền Thiên Thần Đế sao? Hoàng đồ nghiệp bá!" Thân thể hắn đột nhiên động đậy, quanh thân vô cùng đạo tắc, ở giữa không trung đan vào thành một bức tranh vẽ trắng lệ rộng rãi, hướng Giang Nam đấu đá mà đến. Chỉ thấy trong tranh vẽ do vô cùng đạo tắc kia biến thành, mấy trăm ma đế đứng vững vàng, thiên hình vạn trạng, từng tôn ma đế là tư thái chiến đấu, tựa hồ mỗi một ma đế đang thi triển ra thần thông mạnh nhất của bản thân, ma khí cuồn cuộn thâm trầm đến kinh khủng. Sắc mặt Giang Nam biến hóa, lập tức cảm giác được một kích kia của thiếu niên Tử Viên Ma Đế cường đại cùng kinh khủng. Giờ khắc này hắn thậm chí có cảm giác thân ở trong mấy trăm ma đế vây công. Những ma đế này tư thái khác nhau, vừa động chính là mấy trăm loại đế cấp thần thông. Thậm chí trong đó còn có một ma đế rõ ràng là hắn biết, Xâm La Ma Đế. Vạn cánh tay mở ra, nâng lên địa ngục vạn giới, Xâm La ấn phô thiên cái địa rơi xuống. Tử Viên Ma Đế, một thức hoàng đạo cực cảnh đại thần thông này, đem đại đạo của những hoàng đạo cực cảnh cường giả ký thác vào địa ngục thiên đạo ngưng luyện ra. Trong một thức thần thông bao hàm mấy trăm ma đế đế cấp thần thông, mặc dù không bằng những ma đế đó đích thân thi triển ra cường đại, thế nhưng không phải chuyện đùa. Giang Nam thét dài, thân thể lay động, một tiếng rồng ngâm vang lên, Hỗn Độn Thiên Long đại thần thông thốt nhiên bắn ra. Hỗn Độn Cốt Long quay quanh hóa thành một ngụm hỗn độn chung, rồng ngâm cuồn cuộn nhất thời vang dội đất Giao Hòa. Tiếng chuông chấn động không dứt, trùng kích hoàng đồ nghiệp bá hướng hắn đè xuống. Ngay sau đó hoàng đồ xoắn tới, từng tôn ma đế thần thông bộc phát, đem hỗn độn chung sinh sôi mà đánh nát. Nhưng vào lúc này, dưới chân Giang Nam một bước nặng nề, tứ tượng thông thiên trụ ùng ùng đột nhiên từ mặt đất mọc lên, khởi động một mảnh thiên địa thời không. Chỉ thấy một cây cột khổng lồ đỉnh thiên lập địa, bầu trời thương mang một mảnh, thậm chí có hỗn độn hồng mông khí vô cùng kinh khủng rủ xuống. Hoàng đồ xoắn tới, trận đồ khổng lồ đem tứ tượng thông thiên trụ bao lại, từng tôn ma đế giống giận đem tứ tượng thông thiên trụ mà nhổ tận gốc, đánh nát phiến thiên địa thời không này. Đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông! Giang Nam mở ra năm ngón tay, nhất thời ngũ hành tan biến, đem hoàng đồ cắn nát, từng tôn ma đế hết thảy tan thành mây khói. Có chút thủ đoán, xem ra người kiếp trước đụng chạm đến hoàng đạo cực cảnh, vì vậy mới khai sáng ra và loại hoàng đạo thần thông Táng Tiên Ma Uyên. Tử Viên Ma Đế cười lạnh, lại sải bước ra, một quyền đánh tới. Chỉ thấy một quyền này trào ra, đại đạo nổ vang, phảng phất một tòa vực sâu không đáy đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, cắn nuốt hết thảy, mai táng hết thảy. Thậm chí ngay cả đạo tắc của Giang Nam biến thành đại ngũ hành thần kiếm cũng bị vực sâu cắn nuốt mai táng, uy năng toàn bộ liền tiêu tán. Bất quá kiếp trước của ngươi chẳng qua là sơ sơ tiếp xúc với hoàng đạo cực cánh, mà ta thật là hoàng đạo cực cánh. Người ba thức thần thông mới có thể đón lấy ta một đạo thần thông. Trận chiến này người nhất định thua, không cần nghĩ nhiều. Giang Nam thân bất do kỷ, hướng trong vực sâu một quyền trào ra của hắn mà rơi xuống, căn bản không cách nào định trụ lại thân hình. Vực sâu kia vô cùng thâm trầm, mà ở sau vực sâu chính là quả đấm của Tử Viên Ma Đế. Quả đấm từ trong vực sâu trào ra tuyệt đối có thể dễ dàng mà đánh nát hắn. Thiên địa giao chứng! Giang Nam quát lên, một trường cắt tới, đột nhiên âm dương tạo hóa, huyền hoàng mở ra, một tòa đại lục trống rỗng xuất hiện, cắt ra vực sâu. Ngay sau đó, quả đấm của Tử Viên Ma Đế oanh tới, Giang Nam một quyền đón nhận, lực lượng to lớn của hai người bộc phát ra. Chung quanh mấy ngàn dặm thần quang, dung hợp bang một tiếng, bị hai người một kích động nhau, bộc phát dư âm, quét dọn không còn. Huyền Thiên Giáo Chủ, ngươi không bằng ta, xa xa, không bằng được ta. Thiếu niên Tử Viên Ma Đế tóc đen tung bay, áo quanh thân đột nhiên nổ bung, lộ ra thân thể dữ tợn, từng đạo hoàng đạo thần thông oanh tới, làm cho Giang Nam liên tục bại lui, khó khăn chặn xu hướng suy tàn. Hai thiếu niên ở nơi hai đại vũ trụ giao hòa, trong ánh mắt khổng lồ này, chớp mắt liền va chạm trăm ngàn lần, thần thông đụng nhau, quyền cước tranh phong, từng đạo thần thông đều làm người xem thế là đủ. Dần dần, Tử Viên Ma Đế khẽ cau mày, Giang Nam nhận lực cực mạnh,
cường độ tranh phong như thế để cho hắn cảm giác được pháp lực có chút không theo kịp. Hoàng đạo thần thông cực kỳ hao phí pháp lực, liên tục trăm ngàn đạo hoàng đạo thần thông bộc phát đi ra, pháp lực của hắn mơ hồ có chút không chịu nổi. Pháp lực của hắn so với ta sâu hơn, chẳng qua là hoàng đạo thần thông không tinh thuần bằng ta thôi. Chán của thiếu niên Tử Viên Ma Đế toát ra mồ hôi lạnh. Hai người qua trong giây lát liền giao thủ hơn 10 đạo đại thần thông. Tử Viên Ma Đế rốt cục cảm giác được pháp lực khô kiệt. Thế nhưng vào lúc này, Giang Nam đột nhiên dừng tay, mỉm cười nói: "Đạo hữu, thần thông đúng là tinh diệu đến chí cực. Nếu pháp lực của ngươi cơ hồ hao hết rồi, không bằng hưu chiến chốc lát đi, đợi ngươi tu vi khôi phục lại rồi tái chiến. Ý của ngươi như thế nào?" Tử Viên Ma Đế hít vào một hơi thật dài, lạnh lùng nói: "Nghĩ đến tu vi của ngươi cũng tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này mới ra vẻ hào phóng, cũng được thôi, sẽ làm cho ngươi sống lâu hơn một chút vậy." Hắn khoanh chân mà ngồi, thần thức mọi nơi bay tới, điên cuồng dẫn dắt linh khí bản sơ bổ sung tu vi. Bất quá, để cho hắn cảm giác được kinh ngạc chính là độ dày của bản sơ linh khí so sánh với lúc trước ảm đạm hơn rất nhiều. Đất vũ trụ giao hòa liên tục có không ngừng ra đời bản sơ linh khí. Linh khí bản sơ nơi này chỉ biết càng ngày càng đẫm, làm sao lại trở thành nhạt như vậy? Tử Viên Ma Đế không có suy nghĩ nhiều, mà vào lúc này Giang Nam nhìn mọi nơi, hỗn độn tiểu thế giới triển khai liên tục không ngừng hấp thu linh khí bản sơ, hóa thành linh sịch mà thu giấu đi. Rất nhanh Tử Viên Ma Đế khôi phục lại tu vi, hai người tái chiến. Lần này Tử Viên Ma Đế lập tức phát hiện thần thông của Giang Nam rơi như ý, so sánh với trước tinh diệu hơn rất nhiều. Hoàng đạo đại thần thông của hắn dần dần trở nên tinh diệu, lúc trước cần 3 chiêu mới có thể phá vỡ một đạo thần thông của mình, mà bây giờ chỉ cần tới 2 chiêu. Không qua bao lâu, tu vi của Tử Viên Ma Đế lần nữa hao hết, Giang Nam lại vẻ mặt hào ý, đề nghị tạm nghỉ trong chốc lát. Khóe mắt Tử Viên Ma Đế lay động, yên lặng gật đầu. Hai người ở trong đất giao hòa lần lượt mà tranh phong, kinh nghiệm từng tràn chiến đấu, trong lòng Tử Viên Ma Đế càng ngày càng nôn nóng. Hắn có thể cảm giác được Giang Nam tiến bộ quả thực có thể nói là thần tốc. Mỗi một lần cùng hắn giao thủ, thần thông sẽ trở nên so sánh với trước tinh diệu hơn rất nhiều, trở nên so sánh với trước lại càng thêm khó dây dưa. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm giác được không ổn chính là bản sơ linh khí ở đất giao hòa càng ngày càng thưa thớt. Hắn mỗi lần giao chiến, khôi phục tu vi tốn hao thời gian cũng dần dần kéo dài hơn. Mà Giang Nam vẫn như cũ, sinh long hoạt hổ, tinh lực dư thừa, thể năng tràn đầy. "Đạo hữu, Tử Viên Ma Đế đúng là rất cao. Chúng ta thôi diễn lâu như vậy, vẫn là không có hoàn toàn thôi diễn ra ngoài được." Giang Nam cùng Tử Viên Ma Đế giao hữu say sưa, mà ở trong thần quang nặng nề phía xa, hai thân ảnh khoanh chân mà ngồi, nhìn về phía hai bên giao thủ. Trong hai tròng mắt tử quang xông ra, kinh khủng đến chí cực, đem quý tích đạo tắc vận hành cùng đại đạo quý tích của Tử Viên Ma Đế hết thảy chiếu rọi ở trong mắt. Rõ ràng là thôi diễn Tử Viên Ma Đế thần thông cùng công pháp của hắn. Hai thần ma này cùng Giang Nam lớn lên giống nhau như đúc vậy, chính là chân thân kiếp trước kiếp sau, hai đại chân thân của Giang Nam. Ngồi ở chỗ này xem chiến đã rất lâu. "Nước ấm nấu con ếch, lúc con ếch biết nước nóng cũng đã chậm rồi." Chân thân kiếp sau của Giang Nam mỉm cười nói: "Muốn giết chết một ma đế chuyển thế thân cũng không dễ dàng gì, nhất là đối phương còn có kiếp trước luyện thành hoàng đạo cực binh. Hơn nữa thần tính của hắn lại là thần tính của hoàng đạo cực cánh. Nghĩ muốn giết hắn thật sự ngàn khó khăn, muôn vàn khó khăn. Bất quá đợi thời điểm chúng ta đem bản sơ linh khí của đất dung hợp này lấy đi không sai biệt lắm, liền là tử kỳ của hắn rồi." Giang Nam chân thân kiếp trước vút cằm cười nói: "Đạo hữu nói không sai, chúng ta phải ép khô giá trị của hắn. Chẳng những muốn mượn tay hắn hoàn thiện thần thông của chúng ta, còn muốn trộm sạch thần thông cùng công pháp của hắn, còn muốn đem hắn giết chết đi. Tốt nhất là có thể siêu hồn tác phách, thu hoàng đạo cực binh vào tay." Hai đại chân thân liếc nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười như hồ ly vậy. Giang Nam chân thân kiếp trước cùng kiếp sau sớm đã bị Giang Nam từ trong tử phủ thả ra, vì chính là một lần rồi lại một lần trong chiến đấu thôi diễn công pháp ảo diệu của Tử Viên Ma Đế, đem hoàng đạo cực cảnh công pháp cùng thần thông lúc hắn động thủ bộc phát ra thôi diễn ra ngoài. Hai chân thân này cũng đã tu thành thần ma, bất quá cùng Giang Nam nhất trọng thiên cung chứng thần vị bất đồng. Hai chân thân này đi chính là con đường cửu trọng thiên cung chứng thần vị. Ở đất vũ trụ giao hòa, tu thành thần ma là chuyện tình nước chảy thành sông. Giang Nam thật vất vả mới gặp phải một ma đế hoàng đạo cực cảnh chuyển thế, tự nhiên không chịu dễ dàng bỏ qua cho đối phương,
mưu cầu ép khô giá trị của tử viên ma đế. Một là muốn mượn áp lực kia khiến cho mình hoàn thiện hỗn độn thiên long, đại ngũ hành diệt tuyệt, tứ tượng thông thiên, chúng đại thần thông. Hai là muốn nghiên cứu tử viên ma đế công pháp cùng ảo diệu thần thông. Ba cũng là đề phòng tử viên ma đế liều mạng triệu hoán hoàng đạo cực binh kiếp trước. Hoàng đạo cực cảnh cường giả luyện chế hoàng đạo cực binh, uy năng còn trên chứng đế chi bảo. Hoàng đạo cực binh cùng thiên đạo tương hợp, mờ mờ ảo ảo, có thiên đạo chi uy, uy lực thẳng đuổi theo thiên đạo chí bảo. Tử viên ma đế cho dù là mượn tới một tia một luồng lực lượng cũng là Giang Nam không cách nào thừa nhận. Cho nên ba chân thân của Giang Nam để hấp thu linh khí bản sơ, đem linh khí bản sơ có thể hấp thu ở phụ cận hết thải quét là sạch, nước ấm nấu con ếch. Triệu hoán hoàng đạo cực binh tất nhiên cực kỳ hao phí pháp lực, không có linh khí bản sơ mà bổ sung, tử viên ma đế đang cùng Giang Nam giao thủ, tu vi trên phạm vi lớn tiêu hao, nghĩ triệu hoán hoàng đạo cực binh cũng không có khả năng. Hoàng đạo cực cảnh cường giả chuyển thế cực kỳ khó đối phó. Nguy hiểm kia không chỉ là tu vi thực lực của hắn vô cùng cường đại, giống như trước còn thể hiện ở trên thần tính. Thần tính của hoàng đạo cực cảnh còn muốn vượt xa thần tính của đế cấp cường giả. Sau khi chuyển thế, thần tính vẫn còn là hoàng đạo cực cảnh, so sánh với Xâm Lam ma đế thần tính cũng không kém. Cường giả bậc này liều mạng mà nói, đoạt xá thần tôn, thần quân cấp cường giả cũng không phải là không có thể. Giang Nam còn cần đề phòng tử viên ma đế vò đã mẻ lại sứt, bị mình đánh bại, xuất kỳ bất ý mà đoạt xá. Mà nếu như thần tính của hoàng đạo cực cảnh muốn chạy trốn cũng là không dễ dàng mà ngăn cản. Hoàng đạo cực binh, hoàng đạo cực cảnh thần tính, hơn nữa chiến lực bản thể của tử viên ma đế chính là tam đại sát chiêu của tử viên ma đế. Giang Nam hai đại chân thân ở bên ngoài, ngoại trừ thôi diễn công pháp cùng cướp đoạt bản sơn linh khí ra, còn có chính là muốn bày trọng trọng đại trận, đem thể không nơi đây phong tỏa, để cho tử viên ma đế thần tính không thể nào chạy trốn, không để cho hắn bất kỳ cơ hội đông sơn tái khởi. Trừ những cái đó ra, vì đề phòng bị tử viên ma đế đoạt xá, hắn còn chuẩn bị thủ đoạn của mình tạm khắc lại đối phó Xâm Lam ma đế, đó chính là hỗn độn trảm tiên kiếm hư ảnh được từ tầng thứ 17 trong chiến thần điện. Đây là ngoan chiêu hắn chuẩn bị để đối phó với Xâm Lam ma đế đoạt xá, chuẩn bị ở thời giờ Xâm Lam ma đế thần tính phủ xuống, dùng kiếm này chém giết Xâm Lam ma đế thần tính. Hỗn độn thần kiếm này ngay cả tiên nhân cũng có thể chém giết được, mặc dù là một đạo hư ảnh, chém không phá thân thể của hoàng đạo cực cảnh cường giả, nhưng dùng để chém hoàng đạo cực cảnh cường giả thần tính lại là sư giả. Nếu tử viên ma đế đường cùng thật tới đoạt xá hắn, hắn sẽ bị trường kiếm sát thân, hoàn toàn giết chết một hoàng đạo cực cảnh cường giả chuyển thế thân.